Em tên là Lê Ngọc Diện, năm nay em 24 tuổi. Nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công. Rồi, mời vợ của Diện. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Dung, hôm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Vậy sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Diễn ơi. Đang nam có sao? Dạ không, là em qua có rồi. À, mấy tháng rồi em? Được 10 tháng rồi ạ. Em bé được 10 tháng rồi đúng không? Vậy á, vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em mới cưới. Được 7 tháng. À, có nghĩa là có em bé là mới cưới. Em bé, tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới hồi tháng 6. Rồi, Diễn dạ. Và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ, vợ chồng em quen nhau là... Đợt đó em đang thất tình. Thế rồi, chồng em là bạn chung trên Facebook. Thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm. Chồng mới thấy thì chồng cua cẩm, đâu cua có ba ngày đâu. Thế là chồng duyên dáng lắm đấy. Nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy. Cua cái gì mà có 3 ngày đổ của người ta. Em làm cách nào hay vậy, chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi, anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ đúng không? Lâu dữ lắm luôn á, đừng có nhầm nữa. Cái đó thì khi vợ em đang tút tâm trạng lên á, thì em có nói chuyện với vợ. Em mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á. Thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không chịu. Đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần, vợ em đồng ý luôn. Dạ, vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi. Xong vợ em suy nghĩ tầm 5 phút sau vợ em đồng ý. Có phải là do hổ hoài có một câu bực quá nói luôn? Dạ không, không phải. Có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện và dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook trên, thôi hả? Dạ, hồi đó anh làm ở Hà Nội còn em là học trong này. Rồi nhắn tin qua lại. Dạ. Là 3 ngày sau là Vĩnh. Dạ, anh còn hỏi em mà cái lần thứ ba mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Anh sợ bỏ luôn cho nên là không. Dạ. Hai đứa chính thức của em là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó. Thì Vĩnh mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời có choáng ngợp không? Nhau ngoài đời cảm thì giác như nào? Tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai. Bây giờ anh đẹp mà. Không, giờ xấu rồi. Bây giờ xấu rồi đó hả? Xấu rồi mà dễ sợ vậy đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà. Chồng sạch sẽ gọn gàng, cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đầu đi chạy kèm dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng ghê lắm. Em thề cho người là em không quen nữa. Em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. Vậy em không thích con trai xài mỹ phẩm thì ngay bản thân em cũng không xài. Ủa sao em xài gì vậy? Dạ, nó là em chỉ thoa cái kem để cho nó trị bớt cái mụn thâm của em thôi. Đó là đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, dạ. Rồi nghe sau đó là anh không xài nữa. Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao. Em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn này đó chị, y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm em không có mê rồi. Nghĩa là ông nói chuyện nhẹ nhàng đúng không? Dạ. Đúng rồi. Nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải BD không. Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian yêu nhau á thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe. Dạ, trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội. Bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được. Tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó. Là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi. Chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong rồi vợ cứ vào đi học đi. Anh ở ngoài này anh đi làm. Được khoảng 1 tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi. Thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị. Đầu đang còn cuốn băng. Giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Ơi. Diện ơi, Diện. Dạ đúng 2 giờ sáng đó. Tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi. Vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang quấn cái băng vậy nè. Em ôm chồng em khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ, em nhìn thấy em thương quá. Em hỏi đi vào làm gì, ở quê cho nó khỏe đi đã.
Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu gọi là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao rồi, rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ rồi dạ. Lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang xa như vậy lắm mà làm sao mà đi xe lửa hay là đi... Em đi ô tô ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó còn xa nữa. Wow. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó là một vạch nguyên đầu ạ. Hai tay em có cầm, phải cầm hai ống dịch nè. Tới khi mà vợ em bảo tới... Trời ơi! Tức là một vạch về luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ. Rồi tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài á. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế nên em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ. Bên bác sĩ có nói á là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tỉnh là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi mổ thì tiền của em cũng mất, nhưng mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? À, lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó là vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm cho em với tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về, hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi, thì ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, chồng bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi, là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực, em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ, thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc sao đó thì không biết tôi đừng gửi là tôi nuôi dùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm, chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em. Dạ. Chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt hoài vậy trời. Rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Dạ, tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm chăm em với bé. Thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới 3 cái miệng cỡ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự bảo ban nhau rồi qua thôi. Dạ. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà dạ, đến sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Em sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Dạ. Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm, phải là cho cưới. Cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con, không nhờ gì tới bố mẹ hết. Để đến khi nào mà cảm giác mình làm bố làm mẹ một cách hoàn thiện rồi á thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Dạ. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không? Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Chồng... Bây giờ thì bố mẹ vợ với em như thế nào? Từ cái khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm lấy em bảo sao mà không nói cho bố biết. Thì rồi hai đứa cháu nhau rồi vào đó chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu?
Dạ ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói với mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Mẹ em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ôi trời ơi. Em đứng lại bên đi. Đây bác. Không sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Không sợ không? À. Bà Trương. Rồi rồi, qua bà này. Đó, qua bà. Bà Trương em ở bên này nè. Là bố. Rồi bố, rồi mẹ. Bố kìa. Bà ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. Ngoại thương con nè. À, chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. À, không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Dạ. Thực sự chị thấy câu chuyện của tụi em phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây xúc động khủng khiếp. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai, quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa. Đó, nhưng mà cuối cùng thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này. Thành ra là mọi người rất là mừng. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh. Tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ. Tự nhiên mọi người hạnh phúc dùm cho tụi em luôn á. Thực sự là như vậy. Đó thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu. Thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn. Và mong rằng là năm tới bà về bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành. Có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp. Hai ông bà xui sẽ thuận thảo rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Dù có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. À, nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á. Là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ em, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ. Và vợ em cũng không có một lời nào với em. Một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em á, thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi. Bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. Cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Chứ còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau nha. Bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu. Rồi, anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ, em cảm ơn ạ.